dự cao su rồi. Đúng rồi, cho vô thẳng luôn. Mì nè, giờ cái chỗ này ta trồng thêm mì nè. Nhiều người mà đợi vậy.
trước nữa hay sao. Em có mấy cây cọ đẹp quá em. Ủa quên, cây này cây thốt nốt hả? Thốt nốt hay cọ. Thank you.
từ cái đầu lộ mà tới cái phà hình như là cũng là mười mấy cây á, 12 cây vậy đó, hơi dài. Lộ 51 rồi kìa.